Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài đọc 1 trong sách Sử Biên Niên đó anh chị em, kể về việc dân Israel bị lưu đày ở Babylon. Và cái kinh nghiệm của dân Israel bị lưu đày đó là vì họ nhận biết được rằng họ đã không trung thành với Chúa. Họ không trung thành bằng cách nào? Họ trác táng, họ chạy theo cái khoái lạc của họ, họ làm ô uế nhà Chúa. Đó là cái mà họ nhìn nhận. Và thậm chí họ cười nhạo các tiên tri đến nhắc nhở họ. Và họ nhìn thấy rằng việc họ bị lưu đày, bị chiếm đóng, bị lưu đày, bị đi ra khỏi cái đất hứa mà Chúa đã ban cho họ đó, là vì họ đã không trung thành với Chúa. Anh chị em biết, tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, khi mà tôi, Đức Hồng Y còn tại vị, và Ngài có một chương trình giúp cho những anh chị em bệnh nhân HIV/AIDS ở trên Bình Phước, là do cái lời mời gọi của chính quyền để gửi các tu sĩ lên đó để giúp cho những bạn trẻ cai nghiện mà bị AIDS không có người chăm sóc. Tuốt ở Bình Phước, ở núi Bà Rá anh chị em, ở Phước Long. Và có một lần tôi đưa Ngài lên đó để ban bí tích thêm sức cho các bạn trẻ ở trên đó. Và Ngài có kể với tôi là núi Bà Rá là nơi mà thực dân Pháp bắt dân Việt Nam đi lưu đày để làm trong các đồn điền cao su. Và tự nhiên Ngài ngậm ngùi, Ngài nói: bây giờ các bạn trẻ của mình cũng giống như bị lưu đày vậy. Mà bị lưu đày bởi cái gì? Bởi cái việc mình đam mê ma túy. Thì khi lên đó, Ngài ban bí tích thêm sức xong, Ngài mới hỏi là bao lâu thì họ được về. Thì thường các bạn trẻ cai nghiện trên đó thường sau 2 năm, 3 năm họ mới được về. Và Ngài hỏi đùa một câu là: về rồi có nghiện lại không? Anh chị em biết cái câu trả lời của nghiên cứu là gì? Thường đa số tái nghiện. Và câu hỏi đặt ra là: vậy thì sao? Vậy mấy năm trời bị cai ở trên đó, nó không thay đổi gì họ à? Thì Đức Hồng Y Ngài mới nói một câu này: nhiều khi họ trở về đó, mà đúng là như thầy anh chị em, họ không được giúp giải quyết cơn khát của họ. Ý Ngài nói là gì? Cái lý do mà làm cho họ nghiện là gì? Mình giúp cho họ cái việc họ nghiện, nhưng mà mình không giúp cho họ giải quyết cái lý do, cái cơn khát mà làm cho họ nghiện.
Và một trong những cái cơn khát rõ rệt nhất là gì? Thiếu tình yêu, thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, thiếu yêu thương, thiếu giá trị của cuộc sống này, thiếu động cơ sống. Không ai cho hết. Không phải bắt đầu từ việc là họ thích ăn chơi trác táng đâu anh chị em. Cái đó là cái đến sau. Cái đầu là gì? Là từ thiếu sự quan tâm chăm sóc. Hay là nói một cách khác, khác cái tình cảm, khác cái tương quan chân thành. Anh chị em biết khoảng năm 2018-19, UNICEF có ra một cái nghiên cứu về cái sức khỏe tinh thần của người trẻ và thanh thiếu niên Việt Nam. Và họ lựa một vài cái tỉnh thành tiêu biểu, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Mà không biết anh chị em có đọc qua không? Là vì một trong những cái nghiên cứu đó nó nói ra thì gần 60% các bạn trẻ có vấn đề về sức khỏe tinh thần. Và một trong những cái sức khỏe tinh thần mà họ gặp phải là gì? Nhiều bạn trẻ có khuynh hướng tự vẫn. Rồi họ làm một cái nghiên cứu xa hơn là cái lý do gì họ muốn tự vẫn. Một, áp lực việc học. Hai, áp lực hình ảnh của mình với gia đình, với cha mẹ. Áp lực. Ba là áp lực của cuộc sống, của đòi hỏi của cuộc sống. Bốn, áp lực của bạn bè bị bắt nạt, thiệt thòi. Và anh chị em thấy thật ra những cái đó nó không có quá xa lạ, nó không quá mới với mình. Nhưng mà nếu mình đi ngược lại phía sau, tại sao các bạn trẻ bị như thế? Khác. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi kế tiếp. Có một lần tôi nghe được một câu nói của một người giáo dân nói với tôi một cách, nghĩa là câu chia sẻ tâm sự thôi. Những người giáo dân đó nói với tôi là gì? Con nghe người ta nói, nhiều người nói chung thủy là không có thật, không có chung thủy trong hôn nhân, mà con cũng có khuynh hướng tin như vậy. Và tôi mới đặt lại câu hỏi với người đó, vấn đề không phải là không chung thủy, vấn đề là gì? Là mình khác cái gì khi mình không chung thủy? Hay mình nói một cách khác, khi mình có một mối quan hệ ngoài luồng, không phải trong hôn nhân của mình, đa phần khi mình đối diện với người vợ, người chồng của mình, người ta sẽ chất vấn mình: tại sao anh không chung thủy với tôi? Tại sao anh phản bội tôi? Tại sao chị như thế với tôi? Tôi đã làm gì sai? Nhưng mà cái chất vấn đó nó sẽ làm cho người ta tự vệ, và người ta tìm mọi cách để chứng minh người ta không phải như thế. Nhưng mà khi đến với những nhà trị liệu đó anh chị em, cái người ta sẽ hỏi là gì? Cái gì đẩy anh đi tìm nơi người kia? Cái người thứ ba đó cho anh cái gì mà trong hôn nhân này không có? Cần khác. Đa phần chúng ta bù trừ trong cơn khát. Một là mình không tìm được cái mà thỏa mãn cơn khát của mình, mình bù trừ. Như các bạn trẻ chạy vô ma túy để bù trừ. Hoặc mình trút hận lên chính mình, rối loạn tâm cảm, rối loạn tinh thần. Hoặc mình tìm một mối quan hệ nào đó để bù đắp cơn khát đó. Và anh chị em thấy đó là cái mà làm cho mình quên đi. Khi mình nhào vào cơn khát, mình nghĩ nó là duy nhất. Ví dụ như mình đang đi dưới trời nắng mà nó khát, mình chỉ nghĩ đến chuyện là uống được ly nước thôi, và mình quên hết tất cả mọi sự khác. Và vì thế người ta thấy trong cái mối quan hệ đó, nó làm cho người ta càng ngày càng lún sâu hơn, và người ta càng muốn tự vệ. Và tại sao tôi nói điều này anh chị em? Dân Israel ngày xưa, họ không ngờ là họ lún càng ngày càng sâu trong cái việc phản bội Chúa. Và tất cả những gì họ muốn là gì? Tôi hoãn được tôi như các dân tộc khác, và tôi quên cái ân nghĩa của Chúa đã làm cho tôi.
Và do đó khi họ bị lưu đày, nghĩa là gì? Họ kinh nghiệm mình không còn sống trong con người của mình nữa, mình không còn sống trong vùng đất của mình nữa, mình không còn là chính mình nữa, họ mới khóc bên bờ sông Babylon. Và anh chị em thấy lưu đày ở đây là gì? Là khi mình không còn ở trong chính mình nữa. Như là mình bị đẩy ra một nơi không còn là của mình, thuộc về mình và cho mình nữa, mà là lưu đày, lưu lạc. Từ đó anh chị em sẽ hiểu được bài tin mừng rất là sâu sắc. Bài tin mừng bắt đầu từ chỗ nào? Ông Nicodemo là người Pharisêu, là người đứng đầu trong nhóm Pharisêu thời bấy giờ. Pharisêu là những người rất tự hào là mình giữ luật Chúa. Mà họ giữ luật Chúa để làm gì? Họ chứng minh rằng họ giữ luật Chúa, họ sẽ được hoàn hảo, Chúa sẽ thương họ và họ hơn người khác. Và họ muốn chứng minh với lịch sử rằng tôi là những người trung thành với Chúa, bất chấp những người khác như thế nào. Vậy thì cái họ giữ luật Chúa là gì? Để chứng minh với mọi người về sự hoàn hảo của họ. Ok, vậy thì họ không phải là yêu mến Chúa, chứng minh mình thôi. Và vì thế Nicodemo không dám công khai đi gặp Chúa. Ông đi gặp Chúa ban đêm, tại vì nếu bạn ông biết ông gặp Chúa, người ta sẽ cười ông, người ta sẽ thắc mắc ông. Nên ông muốn bảo vệ hình ảnh bản thân ông. Nghe quen, mình làm cái gì đó sai, mình muốn bảo vệ hình ảnh bản thân mình, mình rút vào trong bóng tối. Và cái này cái hay là gì anh chị em? Trong bóng tối ông gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cho ông câu chuyện gì? Chúa Giêsu nhắc ông về một cái câu chuyện lịch sử, là dân Israel khi đi trong sa mạc anh chị em, khi thoát khỏi nô lệ lưu đày ở Ai Cập, họ đi trong sa mạc, họ khác. Chúa cho họ manna, nhưng mà họ thấy không đủ, họ không chấp nhận là được tự do nhưng mà thiếu thốn. Họ muốn quay về lại với nô lệ Ai Cập nhưng mà được ăn cái họ thích. Và vì thế họ oán hận, họ trách Chúa, và Chúa để cho rắn độc cắn họ. Và anh chị em thấy hay là gì? Rắn độc cắn con người chúng ta không có chết vì rắn cắn anh chị em. Anh chị em tin không? Mình không chết vì rắn cắn, mình chết vì nọc độc của con rắn. Cái đó là một cái ám chỉ rất sâu sắc. Chúa muốn cho chúng ta hiểu điều gì? Dân Israel thoát khỏi ách nô lệ, nhưng để nọc độc của cái ách nô lệ đó tiếp tục chiếm lấy mình. Rất là nhiều người trong chúng ta bị người ta phản bội, bạn bè phản bội, người thân phản bội, cha mẹ làm cho mình giận, bị cắn một phát, đâm một nhát sau lưng, rồi sao? Họ biến đâu mất tiêu rồi, họ không còn đó nữa. Chuyện qua nhiều năm rồi, nhưng mình vẫn để cho cái nọc độc của sự tức giận đó nó nuôi mình, nó nuôi mình đến mức giống như là mình kết hôn với nó vậy. Mình thà trung thành với nó hơn là với người vợ của mình, với chồng của mình. Mình ăn một miếng cơm mình phải chấm một chút tức giận cái người nào đó đã ta làm cho mình tức trong cuộc đời, để mình mới thấy thỏa mãn. Tôi sống với cái nọc độc của quá khứ nuôi mình. Và cái đó làm cho mình như thế nào anh chị em? Nô lệ của điều đó, nô lệ của quá khứ của mình, nô lệ của cái xấu mà người ta làm trên mình. Mà đã hết rồi, mình không buông mình ra, mình không để cho mình giải thoát. Nhiều khi Chúa giải thoát mình rồi, mình không để cho mình giải thoát, mình bám lấy nó. Thậm chí mình trung thành với cơn giận của mình nhiều hơn là với chính mình. Và Chúa nói điều gì? Chúa dùng cái đó nói với Nicodemo: như xưa Chúa đã giương con rắn lên để người ta thấy người ta oán hận cái gì để được tha thứ, thì giờ Chúa sẽ giương con một của Ngài lên để cho người ta thấy tình thương của Chúa mà được tha thứ, mà được thoát khỏi cái ách nô lệ, cái sự lưu đày của chính bản thân mình. Tha
thứ đó là gì? Chúa trên thập giá nhận hết bao nhiêu oán hận, phản bội, nhục nhã lên mình, lên bản thân của Ngài, để chúng ta thoát khỏi cái tâm thế nô lệ, thoát khỏi cái nọc độc của sự giận dữ, của việc không tha thứ, thoát khỏi cái cảm giác khác, khác một cái gì đó mà nó không đem lại bình an cho mình. Và anh chị em thấy tuyệt vời là gì? Nếu anh chị em đọc hết Tin Mừng Thánh Gioan, anh chị em sẽ thấy khi Chúa chuẩn bị bị người ta kết án, người Pharisee quay quần lại để tìm cách lên án Chúa, Nicodemo đứng ra bên vực Chúa, ông bước dần ra ánh sáng. Và khi Chúa chết trên thập giá, anh chị em biết ông làm gì? Ông là người duy nhất xin cho mình được tán xác Chúa công khai. Ông bước từ bóng tối của cái việc bảo vệ cái tôi, bảo vệ hình ảnh bản thân, bước ra ánh sáng của bảo vệ Chúa và ôm lấy Chúa vào lòng, vì ông nhận biết được Chúa là Chúa của ông. Tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em suy tư. Một, mình đang nuôi cái nọc độc nào trong cuộc đời của mình? Cái gì mà nó đã xảy ra trong quá khứ mà nó vẫn còn ăn sâu vào tâm thức, cảm xúc của mình? Khi mình nghĩ về người đó, mình oán lên, mình tức lên, và trong đầu mình nó có nguyên một kịch bản của những lời nói độc thoại để đáp trả. Nó làm cho cuộc đời của mình khựng lại, bữa cơm của mình mất ngon, và người thân bên cạnh mình bị đối xử một cách không công bằng vì sự tức giận của mình. Nhiều khi con của mình nó cũng bị đối xử không công bằng vì mình tức ai đó ở công sở. Mình đem cả cái nọc độc của cái sự bất công nó trút lên con của mình, người thân của mình, và mình biện hộ: à, anh như vậy đó, em như vậy đó, vì bị áp lực, đúng không? Mà em phải chịu đựng. Ủa, tại sao chúng ta phải làm nô lệ cho cái xấu của người khác? Tại sao không giải thoát mình? Thứ hai, đôi lúc chúng ta cũng phải tập đặt câu hỏi: mình không sống bằng quá khứ thì phía trước của mình là cái gì? Có phải là hình ảnh của Chúa thương mình, chấp nhận mình, ngồi với mình trong bóng tối của cuộc đời mình? Hay là mình tiếp tục núp, né, e ngại nhìn nhận cái bóng tối đó? Đến khi nào thì chúng ta dám can đảm nói với Chúa: đây là bóng tối của con, xin soi sáng cho con, xin giúp cho con can đảm bước ra khỏi nó. Và cuối cùng, thưa anh chị em, đặt niềm tin vào Chúa. Chúa đã tha thứ cho mình trước, chết cho mình trước, thương mình trước. Và tất cả những gì Chúa nói trên thập giá nè: Cha, Thiên Chúa Cha đã yêu mến con đến nỗi trao con một của Ngài cho con, cho chúng ta. Vậy thì còn gì nữa để mà con phải sợ, phải xấu hổ? Hãy trao cái đau khổ nhất cho Cha, để Cha thánh hóa, để Cha lấy cái nọc độc của đau khổ đó vào người Cha, để cho con được sống bình an. Và chỉ khi chúng ta đặt niềm tin như thế, anh chị em, chúng ta mới thoát khỏi cái hình ảnh, cái cơn khát của lưu đày ám ảnh mình bao lâu nay. Và xin Chúa tiếp tục chúc lành và giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa và lớn lên trong đức tin vào ơn tha thứ của Ngài. Amen.